Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hỏi Đáp của Ngân Phát. Đây là chương trình mà chúng tôi dành để giải đáp các thắc mắc của các bạn về PC, laptop cũng như là những sản phẩm công nghệ khác mà chúng tôi đang kinh doanh. Vì vậy nên là các bạn hãy đặt những câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào số thứ hai thôi. Bắt đầu nào. Ô khoan đã, tôi có điện thoại, đợi tôi một chút. Alo. Xin chào, cho mình hỏi đây có phải chương trình Hỏi Đáp của Ngân Phát không? Dạ vâng, đúng rồi. Bạn có thắc mắc gì đúng không ạ? Mình đang có một vấn đề hết sức đau đầu. Bố mẹ mình cho mình 10 triệu để mua laptop hoặc là PC để học tập và giải trí. Nhưng mà mình vừa muốn mua laptop, vừa muốn mua PC, lại vừa muốn mua cả xe máy. Ngân Phát thể tư vấn cho mình được không? Bạn có nghĩa là bạn vừa muốn mua cả laptop lẫn PC à? Chắc là phải mua PC thôi, bởi vì mình rất là ham game. Thế bạn chơi những game gì nhỉ? Thông thường là mình hay chơi game LOL hoặc là PUBG. Bạn là khá là cá tính đấy. Thế còn xe máy thì bạn định mua xe như thế nào? Yêu cầu của mình thì không cao đâu, mình chỉ cần đi được, đi tốt là được. Ok. Và bạn có số tiền là khoảng 10 triệu đúng không ạ? Đúng rồi. 10 triệu mà bây giờ ngoài cái số tiền đấy thì bạn có đi làm thêm ở đâu không nhỉ? Hiện nay mình chưa đi làm thêm ở đâu cả. Thế ngoài tiền đấy bạn có dành dụm được tí nào tiền không? Thế thì cũng hơi khó. Thế bây giờ tôi khuyên bạn nhá, với số tiền 10 triệu thì bạn cứ sắm thật nhiều là đồ mỹ phẩm, skin care rồi là các thứ đi. Rồi bạn dành tiền mua những bộ áo đẹp đẹp, đến những nơi đẹp đẹp. Thì các bạn đến ở đấy sẽ có những cái anh chàng mà sẽ có đủ khả năng tài chính để chi trả cho bạn. Vừa có thể mua được laptop, PC, vừa có thể cho bạn tiền để mua xe máy nếu mà bạn thông minh. Nhưng mà mình lại là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Hơn nữa là mình lại rất là ham game nên là chưa có ý định là kết đôi với anh chàng nào cả. Anh Phát có thể tư vấn cho mình được cách nào tốt hơn không? Có nghĩa là bạn vừa muốn độc thân và vừa muốn là có PC lẫn xe máy để đi học. Đúng rồi. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ có cách tư vấn cho các bạn như thế này. Bạn hãy cầm 10 triệu đấy ra đến An Phát. Với 10 triệu thì bạn có thể chơi được LOL lẫn cả PUBG. Tuy nhiên, để đảm bảo là chơi tốt và chơi mượt thì mình nghĩ là bạn nên trả góp. Bạn chỉ cần trả trước là 30% thôi thì bộ máy của các bạn sẽ có cấu hình tương đương khá là khủng để có thể chơi được cả LOL lẫn các game khác, PUBG cũng được. Và hơn nữa, khi mà các bạn mua bộ máy ở An Phát thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái cốt game, bởi vì nhiều bạn là chưa có những cái game PUBG mà các bạn phải đi thuê thì chúng mình sẽ tặng luôn cho các bạn những cái cốt game đấy, trị giá là khoảng 170 đô. Cốt game đấy có đao được nhiều game không? Rất là nhiều game bạn ạ. Chúng mình có rất là nhiều cái game hot hiện nay, ví dụ như là ngoài PUBG chúng ta sẽ còn có cả CSGO này, hoặc là Call of Duty. Chúng tôi có nhiều game lắm, tùy bạn lựa chọn thôi. Nhưng mà trả góp như vậy thì lãi suất có cao không? Khi mà bạn mua bộ PC AP ở đây, nó có thể giúp bạn thỏa mãn được nhu cầu. Mà ngoài ra thì chúng tôi sẽ có chương trình là trả góp 0%. Nên là bạn cứ thoải mái đi, với 10 triệu thì bạn sẽ mua được những cái bộ máy có cấu hình khá là cao. Thế còn xe máy thì như thế nào ạ? Còn xe máy thế này, bạn muốn mua cả PC lẫn xe máy thì hãy đến với An Phát. Bởi vì trong tháng này thì chúng tôi đang có chương trình là mua PC thì sẽ tặng xem cả xe máy nữa. Bạn sẽ có cơ hội là bốc thăm với 5 triệu đồng, khi mà mua hàng thì bạn sẽ có một phiếu bốc thăm. Cứ như vậy thì sẽ nhân lên với 5 triệu tiếp theo. Bạn vừa có PC lại vừa có thể có được chiếc xe máy để cho mình có thể đi học, đi làm cũng như là đi chơi. Bạn thấy thế nào? Như thế thì tuyệt vời quá. Thế bây giờ mình muốn mua hàng thì làm thế nào vậy? Bạn hãy đến ngay 49 Thái Hà showroom của chúng tôi. Ngoài ra thì bạn còn có thể liên lạc chúng tôi qua hình thức online bằng cách là vào trang web anphatpc.com.vn thì bạn có thể liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn kỹ hơn. Tuyệt vời quá, cảm ơn An Phát nhiều. Mình cúp máy để gọi điện đến ngay đây. Vâng, xin chào bạn.